Xin chào bà con và anh em nuôi tôm. Thì trong bài 4 thì nhóm nghiên cứu Master TM đã đưa ra cái giải pháp để giảm cái chi phí nuôi tôm bằng cách là chúng ta nuôi tôm, chúng ta giảm thức ăn. Thì bản chất của giảm thức ăn thì chúng ta đã giảm được cái chi phí để mà nuôi tôm, giảm rất là nhiều, bởi vì cái chi phí thức ăn là một cái chi phí chiếm tỷ trọng lớn ở trong toàn bộ chi phí nuôi tôm. Thế thì khi mà chúng ta giảm thức ăn như thế thì liệu rằng chúng ta có thể cung cấp đủ dinh dưỡng cho con tôm hay không? Ở đây thì chúng ta nên xem xét nó ở dưới hai góc độ. Một cái góc độ là cái số lượng dinh dưỡng chúng ta đưa vào. Và thứ hai là cái khả năng mà chuyển hóa cái dinh dưỡng đó. Là bởi vì khi mà chúng ta nuôi, nếu như chúng ta không cung cấp đủ lượng dinh dưỡng thì chắc chắn là con tôm nó sẽ chậm phát triển. Thậm chí là nó không phát triển được luôn. Và khi chúng ta cung cấp đủ dinh dưỡng thì nó mới phát triển tốt được. Một thời gian khá dài và nhất là thời gian gần đây thì luôn luôn có một cái xu hướng là người ta nói rằng để tăng tốc độ phát triển của con tôm lên thì phải tăng cái độ đạm ở trong thức ăn lên. Để rồi từ đó là những cái công ty chế biến thức ăn cho tôm luôn luôn cố gắng đưa ra những cái công thức thức ăn mà hàm lượng độ đạm rất là cao. Đến giờ này là nó trên 40, thậm chí có những thức ăn chuyên dùng có thể đạt được là trên 45, trên 50% độ đạm, rất là cao. Và để đạt được những cái công thức thức ăn đó thì người ta không ngần ngại là đưa vào những cái nguyên liệu mà có chứa độ đạm là cao nhất. Thế thì cái vấn đề là khi tăng độ đạm lên thì tăng cái tốc độ phát triển của con vật nuôi lên, điều này không sai. Thế nhưng luôn luôn khi mà chúng ta thực hiện cái giải pháp này thì nó sẽ gắn liền với một cái chuyện rằng chúng ta cung cấp cái thức ăn có độ đạm cao đó thì con tôm nó có hấp thu hết hay không. Và cái vấn đề này nếu so với những vật nuôi khác thì lại càng phải xem xét nó một cách là nghiêm túc hơn. Với lý do thứ nhất là con tôm nó là động vật, là ăn thịt, ăn thức ăn động vật. Nó trái ngược với một số cái loài động vật nó ăn thức ăn có nguồn gốc từ thực vật, độ đạm thấp. Còn con tôm nó ăn động vật, có nghĩa là nó cần ăn thức ăn có độ đạm cao. Cho nên cái chuyện cung cấp thức ăn có độ đạm cao là phù hợp. Thế nhưng so với lại những cái động vật khác thì con tôm nó lại có một cái đặc thù là nó tiêu hóa rất nhanh, bởi vì cái đường tiêu hóa nó ngắn, nó thẳng. Và chính vì vậy cho nên là khi nó tiêu hóa thức ăn thì nó không đủ thời gian để nó có thể hấp thu hoàn toàn cái lượng đạm mà nó ăn vào. Thì đây là một cái đặc thù khá là riêng biệt đối với con tôm. Nếu chúng ta so sánh với con cá chẳng hạn thì thấy rằng cái ruột của con cá thì nó dài hơn rất nhiều so với con tôm. Cho nên con cá khi nó ăn vào để rồi nó chuyển hóa thức ăn thì nó sẽ chuyển hóa tốt hơn con tôm. Và nếu như là con tôm mà nó chuyển hóa thức ăn không bằng những loài động vật khác, vậy thì khi mà chúng ta cung cấp thức ăn có cái độ đạm cao thì nó sẽ không hấp thu và chuyển hóa hết. Nó sẽ còn một cái phần rất lớn và nó thừa thải, nó theo phân nó thải ra ngoài. Thì tất cả chúng ta đều biết những cái nghiên cứu của các cái nhà chuyên môn, họ nói rằng khi con tôm nó ăn thì trong phân của nó thải ra luôn luôn nó còn lại đến từ 30-40% những chất đạm, những chất dinh dưỡng thải ra ngoài, bởi vì con tôm nó chưa kịp hấp thu. Thế thì nếu như vậy thì khi chúng ta ăn cái hàm lượng đạm lên thì đồng nghĩa với cái chuyện là chúng ta sẽ tăng cái hàm lượng dinh dưỡng theo phân thải ra ngoài. Và đấy chính là cái nguyên nhân chính dẫn đến là mọi cái vấn đề có liên quan đến cái môi trường của cái nước ăn nuôi tôm. Một cái điều mà chúng ta không cần phải tranh cãi, không cần phải bàn luận gì thêm, đó là nguồn ô nhiễm ở trong ao nuôi tôm nó xuất phát từ thức ăn nuôi tôm mà chúng ta đưa vào. Khi chúng ta chuẩn bị một cái ao, chúng ta chưa thả tôm thì chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ. Chúng ta sơn vét ao, chúng ta phơi ao, chúng ta đánh vôi, chúng ta diệt khuẩn, chúng ta diệt rong, chúng ta cấy tạo màu nước. Tất cả những cái bước chuẩn bị đó, khi mà nó đã hoàn thành rồi, lấy nước vào chuẩn bị thả tôm, thì cái nước đó hoàn toàn không có bất cứ một cái nguồn khí độc nào cả. NH3 không có, N2 không có, tất cả đều bằng không hết. Và nếu chúng ta thả con tôm xuống chúng ta nuôi mà chúng ta không cho nó ăn, để cho nó ăn thức ăn tự nhiên có sẵn trong ao, thì khi chúng ta kiểm tra NH3, NO2 cũng không có luôn. Nhưng mà khi chúng ta cho ăn thì vấn đề nếu chúng ta kiểm soát không tốt cái nguồn thức ăn thì nó sẽ phát sinh ra những loại khí độc NH3, NO2. Vậy thì chắc chắn 100% rằng những khí độc này nó được phát sinh ra từ thức ăn. Thì đấy là cái mà bằng mắt thường, không có cần kỹ thuật, không cần chuyên môn, không cần nghiệp vụ gì cả, chúng ta cũng có thể thấy được điều đó.
Còn nếu như chúng ta nhìn ở góc độ chuyên môn thì nó lại càng rõ ràng hơn nữa, không có gì phải bàn cãi. Bởi vì theo định lực bảo toàn khối lượng thì vật chất luôn luôn nó phải cân bằng với nhau. Nó sẽ chuyển từ trạng thái này sang trạng thái kia chứ nó không có mất đi. Nó không tự mất đi và nó cũng không tự sinh ra. Cho nên nếu như chúng ta nhìn ở khía cạnh là những cái nguyên tố tham gia vào trong những phân tử, thì để có cái NH3, để có cái NO2 sinh ra thì bắt buộc phải có nitơ. Thế thì nitơ này nó lấy ở đâu ra? Nó sẽ có hai cái nguồn chính. Cái nguồn thứ nhất là đó là nitơ từ không khí. Bởi vì chúng ta biết trong bầu khí quyển chúng ta thì có 3 phần là khí nitơ, 1 phần là khí oxy chẳng hạn. Ngoài ra còn một lượng những khí khác, khí carbonic, những loại khí hiếm khác. Thế thì nitơ trong không khí rất nhiều. Nhưng nitơ mà muốn chuyển được vào trong nước, muốn chuyển trở thành NH3, NO2 thì nó phải qua những chu trình là chuyển hóa nitơ. Và muốn có được những chu trình chuyển hóa nitơ này thì nó phải thông qua cái hệ thực vật, tức là rong, rêu, là tảo. Những cái mà nó cộng sinh được với những cái chủng vi khuẩn nó cố định đạm, hay là nó thông qua quá trình nó tổng hợp ra những dinh dưỡng thông qua những trường hợp gọi là những cái chu trình là tự dưỡng của cây trồng, để rồi nó sẽ sản sinh ra những cái chất đạm trong đó có chứa nitơ. Còn nếu trong ao chúng ta mà chúng ta dọn sạch sẽ, rong tảo không còn lại bao nhiêu, thì rõ ràng là những cái nitơ đóng góp vào ở trong NH3, NO2 là không đáng kể. Nó chỉ đóng góp đáng kể khi nào? Khi mà trong ao chúng ta rong tảo nó nhiều, nó phát triển mạnh, mật độ nó dày đặc, để rồi khi nó tàn, nó phân hủy dưới góc độ của vi sinh vật, nó sẽ sinh ra khí độc NH3, NO2. Chuyện này là có. Thế nhưng nếu chúng ta xem xét ở một cái nguồn gốc thứ hai nữa, đó là những nitơ này nó nằm trong cái chất đạm, trong cái chất dinh dưỡng có trong thức ăn chúng ta rải xuống cho con tôm nó ăn, thì cái nguồn này là rất nhiều. Và nhất là khi mà chúng ta cho con tôm ăn mà nó dư thừa, thì nó dư thừa ở hai cái phần. Một cái phần là thức ăn dư thừa, nó cũng sẽ sinh ra khí độc. Và cái phần dinh dưỡng dư thừa 30-40% nằm trong cái phần tôm, nó cũng sẽ sinh ra khí độc. Và chính cái điều này là cái mà nó giải thích cho rất rõ ràng tới cái chuyện tại sao ở trong cái ao nuôi quảng canh thì thường ít có sinh ra khí độc. Bởi vì nó không dư. Nếu nó có thì nó nằm trong một cái chu trình chuyển hóa tự nhiên, với sự đóng góp của những cái động vật thủy sinh, với sự đóng góp của cái hệ thực vật thủy sinh có trong ao chúng ta, thì lúc đó nó rất là cân bằng. Những cái đưa vào nó sẽ dễ dàng, nó hấp thu, nó chuyển hóa, và nó chuyển hóa từ những cái mắt xích này sang cái mắt xích khác trong một cái chuỗi sinh thái hoàn chỉnh. Và lúc đó nó không dư thừa ra, nó không phát sinh thêm ra. Thì lúc đó chúng ta sẽ không có bị cái chuyện là ao chúng ta nó bị ô nhiễm về dinh dưỡng, ô nhiễm về khí độc. Còn bởi vì chúng ta nuôi tôm, chúng ta không nuôi quảng canh, chúng ta nuôi thâm canh, chúng ta thả tôm mật độ cao và bắt buộc chúng ta phải cho ăn, thì lúc đó cái lượng thức ăn chúng ta đưa vào, nếu nó dư thừa, thì lúc đó những cái chất dinh dưỡng, những chất đạm này nó sẽ còn tồn tại ở trong ao. Và cái nitơ nằm trong đó, nó sẽ chuyển hóa cũng dưới tác dụng của vi sinh vật thôi. Và lúc đó nó sinh ra NH3, sinh ra NO2. Thế thì khi chúng ta hiểu rõ về cái nguồn gốc sinh ra NH3, NO2 là những cái khí độc nó ảnh hưởng tới cái sự phát triển của con tôm như vậy, thì chúng ta có thể phòng ngừa nó một cách hiệu quả. Và cái cách mà phòng hiệu quả nhất, làm sao để đừng có thừa dinh dưỡng, tôi nhắc lại ở đây là đừng thừa dinh dưỡng, đừng thừa chất đạm. Làm sao con tôm nó ăn mà nó hấp thu hết, nó đừng có thải ra nhiều. Nếu như nó thải ra ít, cái lượng thải ra lúc đó nó trở thành một cái nguồn dinh dưỡng của những cái động vật thủy sinh khác, nó thành thức ăn của những cái hệ thực vật có trong ao như rong, như tảo, thì nó cũng sẽ xử lý một cách triệt để, nó không làm sinh ra NH3, NO2. Còn rất tiếc hiện nay là khi chúng ta nuôi tôm, cái lượng dinh dưỡng nó thừa nhiều, nó đi theo cái phân tôm nó thải ra, nó đi theo cái thức ăn dư thừa còn sót lại. Và cái hệ thực vật, cái hệ động vật ở trong cái ao chúng ta không xử lý kịp thời, và dưới tác dụng của vi sinh vật, lúc đó từ từ nó sẽ phân hủy, nó sẽ sinh ra NH3 và NO2. Khi chúng ta lập luận như thế thì có nhiều ý kiến, và nhất là những bạn mà có nghiên cứu về những cái chu trình chuyển hóa nitơ thì lại nói rằng nếu trong tự nhiên chúng ta có được những cái chủng sinh vật, thí dụ như hai cái con Nitrosomonas và Nitrobacter, thì nó có thể chuyển hóa hoàn toàn, nó không sinh ra NH3, không sinh ra NO2. Về lý thuyết nó là như vậy. Thế nhưng trong thực tế,
để cho hai cái con nitrosomonas, nitrobacter này nó hoạt động tốt và nó xử lý được những cái chất đạm mà không sinh ra khi đọc NH3NO2, thì nó cần có những cái điều kiện thuận lợi cho nó. Điều kiện thuận lợi ở đây, chúng ta xem xét nó, chúng ta nó cần hai thứ. Thứ thứ nhất là những cái chủng vi sinh này, nó phải có giá thể nó bám vô, chứ nó không thể lơ lửng trong nước được. Nó phải bám vào một cái nơi nào đó, chúng ta gọi nó là giá thể, gọi nó là chất men. Và cái thứ hai là nó phải đủ oxy thì nó mới phát triển được. Đấy là hai điều kiện là tối thiểu phải có thì nó mới tồn tại, nó mới phát triển. Và khi nó tồn tại, nó phát triển thì lúc đó nó mới có cơ may là nó xử lý được là nitơ. Ở trong ao chúng ta rất tiếc là rất ít ao đảm bảo được hai yếu tố này. Bởi vì khi mà chúng ta nuôi tôm thì ở trong ao chúng ta dọn sạch sẽ không còn hết. Những cây cỏ thực vật rong rêu là chúng ta dọn láng hết luôn, không còn, không có cái để nó bám vô. Thì ở trong tự nhiên nó có những cái chất lơ lửng, có những chất rắn lơ lửng, có những cái hạt mà nó rất nhẹ, cái tỷ trọng nó sắp xỉ bằng nước, và nó có những cái cấu trúc đặc biệt để rồi nó tơi, nó xốp, nó cứ lơ lửng trong nước. Là chúng ta hiểu nôm na một cách là thí dụ như nước sông, nước ao chúng ta gọi đó là phù sa, còn đứng ở góc độ chuyên môn kỹ thuật thì chúng ta gọi nó với cái tên là đó là những hạt flock. Và nếu nó là sự kết hợp của cả vi sinh, của cả tảo trong đó, thì chúng ta có một cái khái niệm gọi là bioflock. Thế thì những cái giá thể đó ở trong ao chúng ta, nếu như nó có và nó duy trì được, thì đó cũng chính là cái giá thể để cho con nitrosomonas, nitrobacter nó bám vào, nó sinh sống trong đó. Và khi nó bám được, nó sinh sống được, thì nó phát huy tác dụng được. Nhưng nên nhớ cho là khi nó muốn sinh sản, nó muốn sinh trưởng, nó muốn phát triển, nó muốn hoạt động tốt, thì luôn luôn đòi hỏi thêm một cái yếu tố nữa là nó phải có đủ oxy hòa tan. Bởi vì những vi sinh vật này, nó là những chủng vi sinh hiếu khí, nó cần có oxy. Cho nên trong trường hợp này, nếu như nó có giá thể rồi, nó bám được cho rồi mà oxy không đủ thì vẫn không thể phát triển được. Cho nên ít có cái ao nào mà là đảm bảo đủ hai yếu tố này. Và nếu như chúng ta thử xem xét những cái ao mà người ta nuôi tôm nó trúng, ít có thất bại, ít có rủi ro, thì hình như những ao đó đã đáp ứng đủ hai yếu tố này. Nó có những cái giá thể, nó có đủ oxy. Và những cái ao mà người ta có thể tạo ra được những cái giá thể nhân tạo, thí dụ họ đưa cái hạt là canet vào. Hạt canet là họ chế tạo bằng là nhựa, với kết cấu nó là một cái ống tròn, nó có nhiều cái lỗ xốp ở trong cấu tạo của nó. Và người ta là nghiên cứu làm sao cái tỷ trọng nó gần bằng tỷ trọng của nước, nó hơi nặng hơn nước chút xíu thôi, để rồi khi chúng ta bỏ vô nước thì nó không nổi mà nó cũng không chìm, nó cứ lơ lửng. Và khi chúng ta bỏ nó vào trong nước, chúng ta sục khí để cung cấp oxy, thì đây chính là cái điều kiện là lý tưởng để cho hai cái chủng vi sinh nitrosomonas, nitrobacter nó tồn tại và nó phát triển được. Và lúc đó người ta chỉ việc là người ta bơm nước qua ở trong cái hệ thống sử dụng những hạt canet này, lúc đó nó sẽ xử lý được khí NH3 và NO2 tồn tại trong nước. Thì cái điều này người ta đã làm rồi, cái giải pháp này người ta đã làm rất nhiều khi mà nuôi cá kiển, khi mà nuôi cá coi, khi mà xử lý hệ thống nước tuần hoàn là nuôi ở trong nhà với cái quy mô nhỏ. Chứ còn nếu chúng ta nuôi ở ngoài ao đất, chúng ta nuôi với diện tích lớn, thể tích nước nó nhiều, thì cũng khó lòng mà xử lý bằng cái biện pháp này được. Nhưng mà nếu chúng ta làm được chuyện này, cái công suất xử lý, cái hiệu quả xử lý nó đủ lớn, thì lúc đó chúng ta sẽ giải quyết được cái bài toán là xử lý khí độc. Còn bây giờ nếu như chúng ta không đủ vốn để chúng ta đầu tư một cái hệ thống xử lý bằng cái phương pháp tuần hoàn, sử dụng vật liệu canet để mà loại bỏ khí độc, thì lúc đó chúng ta nên là chuyên tâm vào chúng ta tìm hiểu coi khí độc này sinh ra từ đâu và hạn chế nó, là đừng cho nó sinh ra. Thì như từ đầu phân tích thì chúng ta biết rằng khí độc sinh ra từ thức ăn dư thừa, từ dinh dưỡng dư thừa. Vậy thì chúng ta làm sao chúng ta đừng có cung cấp dư thừa là được rồi. Và nếu như để cung cấp đừng dư thừa thì chúng ta đừng cho nó ăn dư, cho nó ăn từ đủ cho tới thiếu thôi. Và chúng ta cho nó ăn từ đủ tới thiếu thì nó vẫn sinh ra, vẫn còn một cái lượng dinh dưỡng mà không bao giờ nó hấp thu hết 100%. Bản thân chúng ta thì cũng vậy thôi. Chúng ta ăn cái gì đó nó bổ, nó béo, nó dễ hấp thu, nhớ, dễ chuyển hóa nhất, thì vẫn còn những cái phần chúng ta không hấp thu được và chúng ta vẫn phải thải ra mà. Thì bất cứ cái thứ gì cũng vậy, không có cái chuyện mà 100%. Thế nhưng nếu như những cái phần dư thừa đó không nhiều và khi nó thải ra, nó lại nằm trong một cái hệ thống, một cái hệ sinh thái mà sẽ có những cái loài động vật hay là những loài thực vật khác đang tồn tại trong ao nuôi, nó xử lý tiếp, thì nó sẽ giải quyết được trọn vẹn vấn đề. Và chúng ta thử hình dung nó như thế này: khi con tôm nó ăn, nó thải ra phân,
phân nó còn chứa dinh dưỡng trong đó. Nhưng mà nếu cái phân tôm thải ra mà được con cá nó ăn, thì lúc đó con cá nó lại hấp thu lượng dinh dưỡng trong đó một lần nữa. Rồi khi con cá nó ăn, nó thải ra phân, thì nó có những cái động vật phù du, hay là có rong, có rêu, có tảo, nó tiếp tục, nó lại xử lý cái phân cá đó nữa. Thì lúc đó xem như là cái lượng dinh dưỡng đã được xử lý triệt để, và chắc chắn rằng nó không sinh ra NH3N2 đâu. Điều này có thể đảm bảo với bà con nhà nem nuôi tôm. Những thí nghiệm này thì nhóm nghiên cứu Master T đã thử nghiệm rồi, kết quả rất rõ ràng. Cho nên là chúng ta mạnh dạn chúng ta áp dụng cái chuyện là giảm thức ăn, hoặc là sử dụng thức ăn có độ đạm là tương đối. Chúng ta đừng có mong là phải đẩy nó lên hàm lượng những chất đạm cho thật cao, để rồi con tôm nó phát triển thật là nhanh. Ủa nhanh để làm gì? Nếu như chúng ta muốn nhanh làm giàu, chuyện này chúng ta nên làm. Nhưng rõ ràng đến giờ này chúng ta làm không được, thì thôi cứ làm cho nó đúng trước cái đà. Nó cũng giống như chúng ta từ nhà chúng ta đi làm trên một cái đoạn đường đi, mà nếu như chúng ta chạy xe với tốc độ bình thường, chúng ta mất 15 phút. Thì nếu 15 phút mà chúng ta chạy an toàn, thì việc gì chúng ta phải tăng tốc độ lên gấp đôi, gấp ba. Chúng ta chạy thật nhanh, để rồi chúng ta không làm chủ được tốc độ, nguy cơ xảy ra tai nạn. Chúng ta đi sớm 5 phút, 10 phút để làm cái gì? Và trong nuôi tôm này nó cũng vậy. Thay vì chúng ta nuôi 4 tháng nó về được cái sản lượng đó, đạt về cái size đó, thì tại sao chúng ta không làm mà chúng ta phải rút xuống 3 tháng, là phải rút xuống 2 tháng để làm cái gì? Ở đây tất cả nó có những cái lý do. Chúng ta bị cuốn hút vào một cái cuộc chơi có hơn có thua nhau, và hơn thua nhau cái chuyện gì? Bây giờ tôi nuôi được 3 tháng mà nó về tới size này, trong khi anh 4 tháng anh dở. Có người khác là 3 tháng anh vẫn còn dở, tôi mới có 2 tháng rưỡi nè, tôi rút được về cái size này rồi. Nhưng mà chưa bao giờ bình tĩnh nhìn lại thử coi, anh nuôi 3 tháng anh về được size này thì cái chi phí anh là bao nhiêu, còn tôi nuôi 4 tháng cái chi phí tôi nó khác, anh hơn tôi tháng này anh được cái gì, còn tôi thua anh tháng tôi có mất cái gì đâu. Cho nên trong những chuyện này, chúng ta đang là nông dân nuôi tôm, nhưng có nhiều lúc chúng ta đang xử lý công việc giống như là một cái người là làm công nghiệp, chứ không phải là nông nghiệp nữa. Và khi làm công nghiệp thì người ta mới nghĩ đến cái chuyện là tốc độ, hiệu quả nó nằm ở tốc độ. Chứ còn chúng ta là nông dân thì chúng ta dư dả thời gian. Thay vì sống nhanh, thay vì sống gấp, thậm chí là sống cuồng, thì bây giờ người ta nhìn nhận lại là sống chậm nó vẫn hay hơn. Cứ từ từ, cứ túc tắc đi. Thì trong nuôi tôm nó cũng vậy. Hơn thua nhau tháng để làm gì? Nếu chúng ta nuôi 4 tháng mà chi phí nó không tăng lên, nó vẫn là cái chi phí đó, nhưng rủi ro nó giảm bớt rất nhiều, thì chúng ta nên nuôi 4 tháng chứ không nên nuôi 3 tháng. Thì đấy là ý kiến của cá nhân tôi và nhóm nghiên cứu Master T. Thì đâu bà con thử, chúng ta có quyền chọn lựa. Nhưng khi chọn lựa như vậy thì bà con cứ nhìn vô những cái mọi người đang hô hào, mọi người đang là chạy đua với nhau, có nên không? Và nếu nó đang là số đông thì chúng ta có nên tham gia vào cái số đông đó, hay là chúng ta tách riêng ra? Ôi, ai chạy đua cứ chạy đua, mình cứ từ từ. Ai muốn là rút lại được 30 ngày, còn 30 ngày đối với mình không là gì cả. Cứ từ từ để cho nó khỏe cái thân. Thế thì đấy là một cái ý kiến bà con nên tham khảo. Một ý kiến nữa cho rằng là khi chúng ta giảm lượng thức ăn, chúng ta giảm cái lượng đạm. Thay vì chúng ta đang mua một cái loại thức ăn là trên 40 độ đạm, thì giờ giảm xuống còn 35 độ đạm hay 30 độ đạm, thì nó sẽ như thế nào? Thế thì ở đây khẳng định lại một lần nữa, cái quan điểm cho rằng khi sử dụng đạm cao thì tăng tốc độ phát triển của con tôm là hoàn toàn chính xác. Nhưng chúng ta phải đặt nó trong cái ngữ cảnh là con tôm phát triển một cách bình thường, không có sự cố gì cả. Nhưng khi có sự cố, nhất là sự cố về môi trường, thì cũng với thức ăn độ đạm đó, nhưng chắc chắn con tôm nó sẽ không hấp thu và không chuyển hóa tốt nữa. Và lúc đó nó sẽ xảy ra cái chuyện dư thừa. Mà dư thừa thì như đã phân tích, luôn luôn nó sẽ dẫn đến cái chuyện là ảnh hưởng tới môi trường, làm môi trường xấu đi, bởi vì nó sinh ra khí độc. Thế thì nếu vậy, chúng ta nên chọn cái giải pháp an toàn là chúng ta sử dụng thức ăn có độ đạm hợp lý. Ở đây tôi không dùng cái từ là độ đạm thấp, mà tôi nói là độ đạm hợp lý. Như thế nào là hợp lý? Nó phù hợp với cái khả năng nuôi của chúng ta, phù hợp với thực tế cái ao nuôi chúng ta, thậm chí nó phù hợp là cái bầy tôm chúng ta đang nuôi. Bởi vì bà con nuôi tôm thì đã có kinh nghiệm rồi, có những cái bầy tôm cho nó ăn cỡ nào nó cũng ăn và rất mau lớn. Nhưng có những cái bầy tôm, có những đợt tôm chúng ta thả nuôi mà chỉ cần tăng lên chút xíu là nó đã không ăn nữa rồi. Nó ăn tới đó là nó dừng lại, nó không chịu ăn thêm, ăn nữa là dư á. Đấy, cho nên chúng ta chọn cái thức ăn có độ đạm hợp lý, chúng ta chọn là cái lượng thức ăn cho ăn một cách hợp lý, làm sao để đừng có dư. Bởi vì thiếu không sao,
có thể ăn bột, nhưng là dư thì nó sẽ phát sinh ra sự cố. Nhưng để biết được như thế nào là thiếu, như thế nào là dư, hoặc như thế nào là vừa đủ thì nó sẽ tùy thuộc rất nhiều vào kinh nghiệm của bà con nuôi tôm. Ở đây chúng ta không thể đưa ra một con số chính xác, cụ thể được, phải dựa vào kinh nghiệm. Còn để lý giải cho cái chuyện tại sao nó thừa thì chắc chắn nó xảy ra sự cố, thì chúng ta cứ minh họa ở trên con người của chúng ta. Chúng ta biết rằng chúng ta ăn uống luôn luôn phải cân bằng giữa chất đạm, giữa tinh bột, với lại chất xơ, với lại chất béo và những cái yếu tố dinh dưỡng khác. Thì với khẩu phần ăn của người Việt Nam chúng ta trước đây, luôn luôn chúng ta chú trọng về cái gì? Chú trọng về rau, đó là chất xơ. Chú trọng về là tinh bột, tức là chúng ta ăn cơm. Tập quán người Việt Nam chúng ta ngày phải có 3 bữa cơm. Một lần như vậy chúng ta ăn 2-3 chén cơm. Còn cái chuyện mà có cá, có thịt, tức là có đạm, có protein, thì cái lượng mà cái chất đạm cung cấp ở trong khẩu phần thức ăn hàng ngày nó tương đối thấp. Và khi chúng ta ăn uống theo kiểu như vậy thì rõ ràng là chúng ta không có những cái bệnh do dư thừa chất đạm. Thí dụ cái bệnh gút chẳng hạn. Bệnh gút là cái bệnh dư thừa chất đạm, không chuyển hóa được chất đạm. Nó sinh ra những cái dư thừa và nó tồn tại trong cơ thể chúng ta dưới dạng acid uric. Thì một người bình thường ăn uống bình thường, không có sự cố gì cả, thì nó vẫn sinh ra một cái lượng acid uric. Nhưng acid uric này sẽ được thải qua đường là nước tiểu. Nước tiểu chúng ta luôn luôn có acid uric, nhưng nó ở một cái ngưỡng nào đó. Còn nếu như chúng ta vì lý do gì đó chúng ta ăn nhiều quá, nó thải không kịp, hay là trong cơ thể chúng ta ăn bình thường nhưng nó không dung nạp được chất đạm nhiều nữa, tức là một cái sự bất thường gì đó trong cái quá trình tiêu hóa hấp thụ thức ăn, nó cũng sẽ làm cho acid uric nó sinh ra nhiều. Và nó đến một cái ngưỡng nào đó nó không thải kịp, nó vẫn còn trong cơ thể chúng ta, thì lúc đó nó sẽ gây ra cái bệnh gút. Bệnh gút là cái bệnh dư thừa là chất đạm dưới dạng acid uric. Nó nằm ở những cái đầu ngón tay, ngón chân chúng ta, nó nằm ở cơ chúng ta. Nó gây ra những cái cơn đau rất là dữ dội. Và khi đó thì chúng ta phải kiêng cữ. Chúng ta phải bớt ăn những cái chất đạm đi. Cụ thể ở đây là gì? Bớt ăn những cái thịt đỏ, thí dụ như thịt bò. Chúng ta phải bớt ăn thủy sản đi. Và chúng ta phải bớt luôn, chúng ta phải kiêng cữ luôn là vấn đề bia rượu. Bởi vì bia rượu nó sẽ làm cho một quá trình chuyển hóa những cái này nó càng là mạnh hơn nữa, nó sinh ra acid uric là nhiều hơn nữa. Thì con người chúng ta có cái bệnh đó, có cái bệnh gút vậy. Thì ở con tôm nó không có bệnh, nó vẫn thải ra được, nhưng đó là sự dư thừa. Cho nên trong trường hợp này chúng ta khoan đặt vấn đề là khi cho ăn độ đạm thấp như vậy thì nó có thiếu hụt hay không, mà chúng ta nên đặt vấn đề là khi chúng ta cung cấp thức ăn với một cái độ đạm thấp như vậy thì làm sao để cho con tôm nó hấp thu được là tốt nhất, thì nó sẽ không thiếu. Và có thiếu chút đỉnh cũng không sao, bởi vì thiếu chút đỉnh mà môi trường chúng ta nó vẫn là trong lành, nó vẫn không bị ô nhiễm bởi những cái khí độc sinh ra, thì chúng ta cũng nên chọn lỡ, nó an toàn hơn rất nhiều. Cho nên trong trường hợp này, khi chúng ta đưa ra cái giải pháp là chúng ta giảm thức ăn hoặc là sử dụng thức ăn hợp lý, không cần phải là bỏ một cái số tiền lớn để đi là đầu tư để mua những cái thức ăn có độ đạm cao, thì đấy là cái cách làm, đấy là cái giải pháp mà nó phù hợp với cái trình độ chuyên môn, cái trình độ nhận thức của bà con chúng ta theo số đồng. Còn nếu như chúng ta vẫn là đeo đuổi những cái là công nghệ nuôi tôm theo cái kỹ thuật cao thì ok, chúng ta nên nuôi mua những cái thức ăn có độ đạm cao, bởi vì có cái trình độ quản lý chúng ta, cái hiểu biết chúng ta, cái cách xử lý chúng ta nó đã có tính chuyên môn cao rồi, có tính khoa học rồi thì không sao cả. Nhưng hiện nay bà con chúng ta là đang ở một cái trình độ cụ thể như thế này, thì cái cách mà chúng ta sử dụng thức ăn có độ đạm thấp, sử dụng được thức ăn vừa phải, đó là về cái giải pháp hợp lý và có tính khả thi rất là cao. Thế thì đấy là một vài ý kiến trao đổi với bà con, và cũng là giải thích luôn cái chuyện là khi sử dụng thức ăn chúng ta bớt là cho ăn đi, chúng ta sử dụng thức ăn có độ đạm thấp hơn là bình thường thì nó vẫn đáp ứng được cái nhu cầu cho con tôm. Chỉ có điều là lúc đó cái thời gian nuôi nó sẽ kéo dài. Và ở đây thời gian nuôi kéo dài nếu nó không ảnh hưởng gì nhiều tới cái quá trình nuôi của chúng ta, chúng ta có dư giả thời gian thì vấn đề đó nó không phải là vấn đề lớn nữa. Xin kính chào bà con và anh em nuôi tôm.